Quân hầu, có chuyện gì mà tiếng trong kêu oan lại nổi lên vang động trong đêm trường cảnh vắng? Bẩm quan, có gã nho sinh phụ phục trước dinh quan, xin ra phúc giải quan cứu giúp. Lạ kìa, sao hắn không đợi bình minh sáng tỏ mà đến đây giữa lúc trời khuya? Dốc dáng không xa sao? Dạ, dáng điệu bơ phờ, mắt rưng rưng lệ, và trên tay còn mang theo con trẻ. Hả? Được rồi, cho hắn vào. Tuân lệnh. Quỳ xuống. Dạ, kẻ hèn dập đầu tạ ơn đại quan đã cho phép vào kiêu quan nơi quân pháp. Tên kia, tên họ là gì? Quan ngất điều chi mà ôm con trẻ giải dầu sương gió? Đại quan ơi, kẻ hàng sĩ tên gọi Tương Như. Từ lâu chưa hề kết quán gây tù, vậy mà người nhà tông già y thế hiếp cô gây tan lọc đau sầu. Thân phụ bị thảm sát, chính là mộ tống hay sao? Bẩm đại quan, tiểu nhân chẳng dám sai lời, chính tống thật là kẻ chủ mưu, ý thấy làm quan lâu nơi triều nổi cướp vợ người thỏa thu đê hèn, xin quan lớn hãy rộng lòng tống gia quy danh lừng lẫy mà lại bày điều hạ thiển thế ư? Tiểu nhân nào dám đặt điều vu cáo cho người quyền quý, chỉ vì lâm nạn mới đành mở miệng kêu oan. Này Tương Như, nếu đúng như lời cáo của ngươi thì ta sẽ xem xét cứu giúp cho. Nếu sai lời vu hại người ngang thì phải chịu cực hình thảm khốc đó. Nếu phạm tội cáo gian thì dẫu thịt nát xương tan, kẻ này cũng cắn răng không hề than oán. Xin đại quan nhanh tay giải quyết cho hiền phụ. Được rồi, quân hầu. Dạ. Hãy lấy giấy bút ra đi, rồi gã chỉ quan làm tờ cáo trạng. Tuân lệnh. Nào, hãy ghi vào tất cả quan tình để bản chức theo đó mà tra xét nha. Con ơi, nên đi con. Nên đi con ơi, đừng khóc nữa, để ngọn bút của cha không còn rung rầy, để cho cha mượn về mực này tìm lại mẹ cho con. Bẩm đại quan, thân nghèo hèn nho sinh, bao tháng năm miệt mài sinh thăm đường mái nhà tan nát, thấy cô đơn.
Thôi, người chớ nên âu sầu thảy quá. Chuyện phân minh rồi sẽ tỏ tường. Quân hầu, dạ, hãy nổi trống cho đội ngũ tề tụ công giao sẵn sàng, rồi theo ta đến Tống gia Truy Nguyên niềm quan ức. Tuân lệnh. Vạn tạ đại quan. Trời ơi, dễ hiểu quá mà. Ông
có vàng phải không? À. Vàng hàng đống như vậy đó, đâu bỏ không? Ra mua cái gì không được. Nói thiệt à nghe, con gái mà đang tuổi cháu ngoại ẩm mà thấy vàng còn chạy nụt 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 tới nữa. Vậy mà ẩm còn phải đầu hàng, phải nhờ tôi mai mối. Như vậy là cái đám này khó nuốt lắm rồi, đúng vậy không? Mụ quả là thông minh. Trời ơi, dòng họ ba đời làm nghề này mà không thông minh sao được. Nè, nói cho huynh biết à nghe. Em làm mai không giống ai, em làm mai khác người. Em làm mai không giống giống ai, em làm mai ai cũng khoái. Làm sao mà khoái? Cô kia bán ca cái miền thiệt lanh, em lưới em chài em gả cho chồng cắm. Vợ lanh mà chồng cắm mà. Còn nữa sao? Anh kia đốn củi cây ngã cây đè, chân si cà que ngày đêm than thở. Nhờ em giúp đỡ quan cảnh lạnh lùng, em liền tẩu tài cưới cho tôi chủ nữ cô dũng nữ. Vậy, chồng si cà que mà vợ là vũ nữ à? Chưa hết. Còn nữa, còn có những ông mà già râu tóc đã bạc phơ. Sao? Chân thì đã gọi đuôi thì đã lơ, mà ngà còn học thói đèo bầm. Thời theo ta tới nhà họ Tông, vì Tông già cũng đang cần mai mối để mua chuột một giây dành tuổi vừa còn tôi mừng. Tưởng gì cái đem cỏ non tới miệng dê già là nghề của nàng mấy chục năm nay rồi. À, vậy thì mụ theo ta mau lên. Dạ, nhưng mà quen. Theo chi gấp vậy? Từ từ rồi em theo. Chờ em chút xíu đi. Mụ còn chờ gì nữa? Chờ ngã giá sòng phẳng để chứ. Tông đại gia là người rộng rãi hào phóng, bạc vàng xem gì cỏ đó. Công của mụ của đang là bao mà sợ Tông gia quịch vậy? Dạ không mà, không bao giờ em sợ quịch. Người ta lớn ta không bao giờ quịch, quịch là cái đám nhỏ nó mới quịch. Yeah, tại vì em đổ mồ hôi sôi nước miếng mà huynh. Không, phải đã đó trước chứ. Để rồi mình sòng phẳng với nhau rồi mình mới làm ăn. Nhưng mà không phải tôi sợ Tống gia quịch đâu. Vậy là ai? Mà tôi sợ cái đám trai đầu dài. Nó ăn chặn, ăn bớt, ăn xén ở trên đầu cha tôi xuống. Ý bà muốn ăn chị tôi phải không? Dạ không phải đâu, đâu dám dữ vậy. Nhưng mà tại tôi bị ăn chặn rồi, có bị rồi mới ngừa ngọc đó chứ. Vinh nghĩ coi nha, mình làm mai làm mối vậy cho đi, nói vậy muốn khô nước miếng luôn. Trời ơi, sưng cuốn họng luôn. Đi vậy thẳng nó muốn kêu lụp bụp luôn vậy đó. Mà tới đòi tiền gia chủ thì mới biết là có người nhận trước giùm mình rồi. Là tới lúc kiếm được thủ phạm á, thì nó nói em kẹt em xài trước rồi. Thôi bà chị thông cảm để mối sau, bởi vậy em phải thủ trước cho chắc ăn. Bà sẽ về dài dòng quá, nghe bà nói em mất cảm tình quá. Được rồi, bây giờ bà muốn nhiêu? Để em coi lại coi. Xin lỗi ông anh, vậy cho chẳng hay Tống gia năm nay được bao nhiêu niên kỷ? Hỏi tuổi Tống gia gì à? Tính ếm rồi. Không, ếm chi. Rồi cũng chết mà ếm chi. Đừng thắc mắc, cứ trả lời cho tôi biết rồi tôi sẽ nói cho hay. À, được rồi, Tống gia đã trọn lục tuần. Lục tuần, 60 tuổi. 60 tuổi, chàng 60 mà nàng mới có 20. Dạ. Ôi, cách nhau tới 40 tuổi. Vậy xin đại huynh cho em xin 40 lượng vàng. Vậy, 40 lượng hả? Gì mắc chứ vậy? Mắc đâu? Nói mấy câu mà đòi cho cô. Nhưng mà mấy câu đó khó ai làm nổi lắm mà. Phải là người có nghề lão luyện lâu năm như em nè. Phải ru làm sao cho nó lỏ chứ cái lỗ tai. 40 tuổi, 60 tuổi.
tuổi con trẻ lắm sao? Trời ơi, đàn bà con gái mà nghe tới cái tuổi đó là nó cảm thấy như là nó run rẩy rồi, quải rồi. Trời ơi, dòm cái mặt mặt găng da ổi rồi. Bởi vậy tôi phải nói làm sao cho nàng thấy rằng sau 10 tuổi mà còn rất sung, sau 10 tuổi chưa phải là qua lứa. Sau 10 tuổi cưng vợ không ai bằng, sau 10 tuổi dịu dàng trai trẻ. Đừng chê mai tóc bạc phơ, vì người tóc bạc mới luôn trung tình. Chồng già vợ trẻ là tiên, chồng già vợ trẻ là tiên. Được rồi, được rồi. Nếu vậy tôi đồng ý trả cho bà 40 lượng. Nhưng không lẽ bà không tạ ơn tôi dẫn mối cho bà được vài lượng ha? Biết cái mà y chang như mình suy nghĩ. Tôi biết mà, thế nào cũng lố cái mồi đời quê hồng mà. Thôi được rồi, yên tâm, sọt mà. Tôi được 40 lượng là tại tôi cũng đền ơn ông phân rưỡi. Không hai phân được không? Nhìn nó hai phân vậy? Cho nhiều cha, hai phân vàng nhiều lắm chứ bộ, không chịu thôi. Mụ này tham quá, không xong rồi ta cắt lưỡi mụ cho mụ bỏ luôn em. Thôi được rồi, lên đường đi. Bạn gì leo đầu tôi nè? Để tôi leo. Tao biệt thôi. Nó chơi hả? Đi bằng ngựa nè. Ủa, bằng ngựa hả? Trời ơi, có con ngựa giờ hai người đi chung con hả? Thì cho nó ấm, leo lên đâu. Đâu được, cha con ngựa mà leo lên. Thôi kệ, nó bị 40 lượng vàng mình cũng ráng đi. Rồi, leo lên đầu đó. Rồi chứ, nhớ ôm cho chắc nghe không? Té xuống rồi đang chịu à, tuấn mã, lên đường. Ôm cho chặt vô, ôm cho chặt vô. Của Tống gia, trong khi nàng chưa tỉnh, ta đã cho gia nhân thay cho nàng xiêm y rực rỡ, và bây giờ thì hãy đến đây, hãy đến đây cùng ta đôi ấm con... cho đêm thương ngộ thêm vui. Không, tôi là gái đã có chồng, chồng tôi đâu? Nó đã lê bước tha phương rồi. Nàng ơi, nàng hãy yên tâm, vì nàng ta đã mở lượng phúc sinh cho cha con nó sống. Vậy kể từ nay, nàng sẽ là tấm phu nhân. Con không thể nào tôi quên được bóng hình của Như Lan. Dù cho cách biệt đôi đời xa xôi, dù cho thân có lẽ do số mạng nên biến nhà nàng giờ mới kết vào ta. Vậy để huynh đi mái chân cơ cực và người chồng hàng sĩ kia đi, vì ở nơi đây và bên cạnh ta nàng sẽ là phu nhân quyền quý, giống như lụa là bao bọc ở thăng hoa. Mỗi một đi cô nàng có bao nhiêu người âu ả, một đi cô nàng là có kém giá cái người vậy hả? Ôi ông Tào, sao thấy nợ đầy số người hiện vào khổ đau, phu thê ly biệt con khờ khúc côi. Như Lan ơi, dù có chết nơi này, thân về nương hề giữ vẹn tình. Vệ nương, vệ nương, nếu nàng quyết cầm cửa chết, thì đừng trách sao ta này.
Vậy nương ơi, cô sai chi một kẻ nho sinh thất thần lão vật mà nàng giữ chữ chung tình. Hãy đến đây điều ta, hãy đến với ta, đang mở rộng vòng tay chờ đó. Trong vòng tay ta có cả chính tự nguyên nga, gặp gà, và cả cuộc sống kiêu sa dương giả. Hãy đến đây, hãy đến đây. Hư đường hết rau ai dạ tôi đây là mối làm ai tôi tới đây thưa đại gia xịt gì vậy ta đương hứng mà làm gì kỳ cục chọt chẹt con trai què. Dạ thưa đại gia, tôi đã mời mụ mối tới để ra mắt đại gia. Này dạ, ta giao chuyện này cho mụ. Dạ, mụ làm sao cho nàng thuận ưng thì ta sẽ thưởng công trọng hậu. Xin đại gia yên tâm nghề của nàng. Móc đầu này, móc đầu nọ, canh rau ông này, dứt qua mấy thằng cha kia vẫn thấy đẹp như thường. Đó là nghề của em mà. Đại gia cứ chịu khó ngủ mồ câu thêm vài bữa là êm hết trơn hết trọi. Được rồi, ta tin ở mụ. Dạ. Nhớ nghe chưa, được thì sẽ có vàng, mà không được ai coi chừng á. Coi chừng gì cha nội? Coi chừng mất cái lưỡi chứ gì. Trời, làm gì mà hăng cắt lưỡi thôi hoài vậy cha. Nàng có phải là Vệ Nương đó không? Phải, tôi là Vệ Nương. Vệ Nương. Bà, tại sao bà khóc? Tại vì nhìn nàng, nhìn nàng mà lòng ta trào dâng niềm xúc động. Thôi, bà đừng hòng làm lung lạc lòng tôi. Tôi đã nguyện với lòng thà chớ nơi đây, chớ không thể về duyên cùng kẻ mang dạ xoay làng. Bà có nghe không? Nàng hãy yên tâm đừng lo sợ, tôi tới đây không phải để gạt lường mà để nhắn giúp tin chồng. Chồng tôi phải chồng nàng vẫn trong lúc nguy nan, hãy cố mà giữ thái tâm. Trong thời gian cá chậu chim lòng, nàng phải giả vờ thuận cùng ông gia nên chồng nên vợ, để chờ cơ hội thoát thân. Nàng chỉ giả vờ. Giả vờ? Phải, chỉ giả vờ thôi. Nhưng nếu vậy thì thân qua phải đành quen ô, ngộ biến phải tùng quyền. Giả lại, nàng là thiếu phụ chứ có phải là gái chưa chồng. Chuyện ấy anh xem như là nước chảy qua cầu. Cố chịu đựng, cố chịu đựng để chờ ngày đoàn viên phu phụ. Không, dù lỡ tôi bay mua
làng sen dần vén sạc trăng. Để nương nàng thấy bình tâm mà suy dần vén nguyên bến giả trầm. Còn xác thân thì nào đáng kể chi, hai căn răng dĩ mong động sàn như có hèn cuối mặt tranh phong ban. Chồng nàng nhờ tôi nhắn lại với nàng như thế không, điều quan trọng là phải giữ gìn mạng sống. Chồng tôi nói như thế sao? Tôi xin thề, nếu mà tôi có nói sai lời đó cho tôi không tin. Chồng tôi là người sĩ khí, thà chết dinh chứ không sống nhục. Lẽ nào đó là cách sống của trượng phu? Chứ còn phận đàn bà con gái của chúng mình á, thì nắng bề nào phải che bề nấy chứ cô. Ta hiểu rồi, dữ ác không à, nói gần gãi lưỡi mới chịu hiểu nữa. Ta hiểu là chính bà đã gạt ta, mượn tiếng chồng ta để hòng đẩy ta vào điều nhơ nhớp. Không, ta chỉ muốn cứu nàng. Ta không cần. Bạc vàng không muốn, gấm lụa không màng, tiếng ngọt lời ngon cũng không chịu. Thì nàng đừng trách sao ta độc ác. Không tiếc ngọc thương vàng, ta sẽ dạy dò thân xác đất lạ ơi, cho tâm thân quen ngủ muôn đời. Nàng không muốn bọc mình trong gấm lụa thì phải chôn thân vào kiếp con hầu, đến lúc đó thì mở miệng gian cầu cũng không ngăn được lỗ đinh của tống gia. Dạ khoan khoan, xin tống gia dằn cơn nổi giận, bởi vệ nương vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nàng chưa quen với nếp sống son vàng, đợi vài hôm nữa nàng sẽ hết hoang mang. Thôi, ta không thể đợi chờ được nữa, ta muốn đêm nay ra về quá đông nào. Gắt dữ vậy? Mà lui ra thì đóng chặt cửa cho ta, ta muốn xem thử gan mặt nàng lớn chừng nào. Ngươi đừng mong dở trò hái đầu bẻ mận, ta quỷ quyên sinh để thoát cảnh nhục nhằn. Khoan khoan khoan, xin đừng dồn nàng đến đường cùng, dễ nương chớ làm liều uổng mang hồng nhan. Chẳng lẽ như quy quyền gian danh như tâm thật, họ chịu bó tay trước kẻ quần đào yếm giận. Dạ khoan, xin ngài nghe tôi đừng nôn nóng, trống cánh giam cầm nàng khó chịu đựng lâu. Nỗi nhớ chồng con cũng chống lụi tàn, thân phận bọt bèo còn biết dựa kề ai. Thôi được rồi, bà giao một chăm sóc cho nàng, ta kỳ hạn cho nàng đến 10 hôm. Nên nhớ, 10 hôm nữa ta muốn nơi này phải là phòng hoa chúc. Dạ thưa đại gia. Có chuyện gì? Dạ có chuyện rắc rối rồi đại gia. Tên Tương Như đã đến huyện đường đầu cáo, hạ thân quan huyện dẫn đến nơi tra xét. Trời ơi, dạ quan huyện đang chờ đại gia ngoài đại sảnh. Chết mẹ rồi, trời ơi. Thế à? Mụ mối. Dạ. Ta nhắc lại, mụ phải chăm sóc vệ nương cho chu đáo. Dạ bổn phận em. Nhớ không được rời mắt khỏi nàng. Dạ. 10 hôm nữa ta muốn vệ nương phải ngoan ngoãn nhập vào nhà họ Tống. 10 hôm nữa. Hiểu dạ. Chưa? Dạ hiểu. Nghe chưa? Dạ nghe. Tiểu nhân. Dạ đại gia cứ dạy. Hãy bảo gia nhân khóa chặt cửa phòng giam giữ vệ nương, đừng để nàng lọt ra ngoài mà vướng họa. Tuân lệnh đại gia. Gia nhân. Khóa cửa phòng vệ nương lại. Nhớ, khi nào có lệnh đại gia mới được mở. Kẻ nào để cho vệ nương trốn thoát thì coi chừng cái đầu đó. Ê, bộ tính nhớt tôi luôn hả cha nội? Thì đại gia đã bảo bà phải theo sát bên cạnh vệ nương mà. Nhưng mà tôi là mai là mối chứ đâu phải cai ngục đâu. Nín nín cái miệng lại. Nín thì còn được cho ăn ha. Chót két là bỏ đói luôn đó. Trời ơi trời. Ồ kìa, có việc chi cần kiếp mà Nguyễn Quang lại thân hành đến viếng Tống gia lúc đêm hôm vậy? Dạ, xin mời ngồi. Gia nhân. Dạ. Hãy đem ra đây một bình rượu ấm để ta mời khách quý đi nha. Dạ. Thôi khỏi, cảm ơn ngài. Tôi đến đây là vì công vụ. Dạ. Ngài hãy xem qua bản cáo trạng này. Cáo trạng à? Phải. Trong bản cáo trạng này, người bị cáo chính là ai?
Tống Thạch là tôi. Ngài hãy xem qua thì rõ. Ngài đã xem xong chưa? Rồi, nhưng tôi không hiểu gì cả. Không hiểu gì cả? Vậy ý ngài muốn nói là trong bản cáo trạng kia kẻ âm mưu đoạt vợ chỉ chia lìa phu vương không phải là Tống Thạch hay sao? Thưa ngài, chắc là có sự lầm lẫn gì đây, chứ đường đường là một đại gia thể kiếp này nhà hoàng giai nhân, vì sao chỉ loại hoa dại mà phải si mê miệng quan nghĩ lại mà xem. Có lời cấu trạng thì tôi phải xét ra. Quân hầu đã chứng thật không sai. Thật là nhục nhã cho Tống gia. Ôi, được. Vậy bây giờ để tỏ tường minh bạch, ông hãy trưng ra bằng cớ sát nhân. Nhân chứng hiện giờ đang có mặt nơi đây. Vậy thì xin cho tôi gặp mặt. Quân hầu. Dạ. Đợi gã thư sinh vào đây. Tương Như, có nhận ra người này không? Đúng rồi, chính hắn. Chính hắn đã giết chết cha tôi và cướp đoạt vợ tôi. Người có điên chăng? Ta với ngươi chưa hề quen biết, chưa từng gặp gỡ, sao lại đặt điều vu cáo cho ta? Xin đại quan hãy tra xét Tốc gia, chắc chắn sẽ tìm ra hiền phụ. Nếu thấy cần, nguyện quan cứ xét tra tư gia của Tống Mộ. Nhưng chẳng lẽ lời nói và quy danh của một thượng nữ sĩ không đáng tin hơn lời của kẻ hàng sĩ này sao? Tiểu nhân, nha. Người hãy mau tắt cửa đến kinh đô cả. Đến kinh đô giữa đêm tối như vậy à? Dù cho đêm, ngày hay là mưa bão, sống chết thế nào cũng phải tới kinh đô để nhắc lời của ta với các bạn đồng liêu. Chẳng phải chăng khi đã hết lạc quan thì thành thế nhân dự cùng tiêu tan, hãy cùng ra tay ăn kiếm dễ dàng. Tôi đã nghe rồi, xin kiếm đi ngay. Wow. Khuyên ngài hãy bình tâm, giữa nơi đây tôi chưa buộc ngài và cũng chưa có quân hầu đã xếp. Nhưng chính những lời ông mang dạ hoài nghi làm đại gia tôi phải tim mặt khổ người. Tôi chỉ làm phận sự của một huyện quan, đem quân pháp để soi tỏ nghĩa gian. Tôi xin đem tính mạng của mình khi trao cùng lời cáo trạng kia. Nếu ngài không tin thì cứ tha hồ lục xét. Gia nhân, hãy đốt đèn lên cho sáng được cả tư dinh, mọi lối ngang ngõ dọc hãy mở rộng cửa cho huyện quan truy tìm bằng cớ. Nhưng nếu không có cớ bằng, nỗi nhục này tôi phải rửa đi nhỉ. Này Tương Như, ngoài những lời cáo trạng, ngươi có bằng chứng gì nữa không? Có ai làm chứng cho tai họa của ngươi do Tống gia gây ra không? Bẩm đại quan, đêm trường canh vắng, gia đình đơn độc trốn bìa rừng nên chẳng có ai hay biết. Như vậy thì không có bằng cớ gì để buộc tội Tống gia. Dạ xin đại quan. Thôi, không có bằng cớ, chẳng ai làm chứng thì lời cáo trạng của ngươi kể như vô nghĩa. Đại quan, đại quan. Lên đầu, đưa gãi ra ngoài. Con ơi, chắc cha con ta phải lặn lội đến đây kinh kia quan cùng thiên tử. Dạ dạ, xin cảm tạ trí sáng suốt của huyện quan đã giúp cho Tống Mổ khỏi bị ô danh nhục thể. Một ngày bỏ qua vì đã làm thức giấc Tống gia. Bây giờ tôi xin dời bước. Dạ, khi thư thả, xin huyện quan ghé bước. Tổng Mộ rất hân hạnh tiếp đón huyện quan vài tuần rượu. Xin cảm tạ. Quân hầu. Dạ. Trở lại huyện đường. Vệ nương ơi, không ai có thể cứu được nàng đâu. Chú của nàng là phải hầu hạ ngôi danh cho họ Tống.
không có chứng cứ, ta không thể bắt người và trả xét. Tôi đã đem đầu tôi ra cam kết, chính Tống Thạch là kẻ cướp vợ hại cha, vậy mà đại quan vẫn không tin. Muốn trả xét không phải chỉ dựa vào lời cáo. Đại quan ơi, có phải chăng vì tôi là một kẻ lang thang nghèo khó cho nên lời nói chẳng có ai tin? Bảo ngôn nghịch nhỉ? Đây, ta ban cho 10 quan tiền để làm lộ phí đường xa, hãy cầm lấy. Tạ ơn đại quan, nhưng xin cho kẻ hèn từ chối. Tại sao? Tôi tìm đến đại quan là để mong được người giải nỗi ức quan, chứ không phải để xin bố thí. Kính lại thượng quan, tiểu sinh xin phép lên đường. Ngươi định lẫm con đi đâu? Tôi chưa biết phải đi đâu, nhưng có lẽ tôi sẽ đi cho đến khi đôi chân mòn mỏi, lệ càng khô trong đôi mắt đau thương, và những lời than thở không còn bật ra thành tiếng. Tôi sẽ đi, đi khắp bốn phương trời, tìm về nơi nỗi quan đưa sẽ soi. Tôi sẽ một kẻ thật sự dương quân. Tôi sẽ đi, đi khắp bốn phương trời, tìm về nơi nỗi quan lửa sẽ soi. Tôi sẽ đi không ngại gì nắng mưa, thần chưa tan chân bước chưa dừng. Tương Như, Tương Như.
đây là đâu? Chung quanh sao chỉ là rừng cây trùng điệp? Ôi, ta lạc lối rồi. Trời ơi, tội nghiệp con tôi. Sao cơn đói, khóc la khan cổ, giờ đã liệm vào giấc ngủ rã rời. Ôi, chứ ta muốn gượng đứng lên mà sao đầu vẫn ghìm ta gục xuống. Mạng của ta thì có sai gì, nhưng không thể để cho con thơ yêu mạng. Con ơi, cha sẽ cố đưa con thoát khỏi hiểm họa. Chừng như qua chẳng được xa, Lộc đang đối cột cào thì lại gặp mồi ngon tử tiệp tới dân nằm. Số ta thật là may mắn. Dừng lại, không được sát hại người vô tội. Kẻ nào dám cản ngăn ta? Ô kìa, có phải là Hồng Ngọc đó không? Ngươi là ai mà biết danh tánh của ta? Ngọc muội không nhận ra Hồ Hắc à? Hồ Hắc? Phải, đã 8 năm lìa núi rừng yêu dấu, huynh bôn ba lên tận đình thiên sơn tìm nơi tu luyện. Cứ mỗi mùa lá rụng là lòng lại dâng thêm nỗi nhớ nhung. Không biết nơi này mùi có nhớ anh không, và những buổi chiều đông có bồi hồi nhớ về kỷ niệm xưa. Bên ánh lửa hang đồng âm u vắng lặng, huynh muội trao gửi tâm tình. Hình ảnh đã 8 năm rồi cứ bán láng trong mờ. Nói gì? Lời hẹn 100 năm mà. Đúng vậy, chính Ngọc muội đã nói. Em nói, nhưng bao giờ, ở đâu? Vào một buổi hoàng hôn đang lan tỏa, mình nép bên nhau dưới gốc một cội tùng. Nhìn góc trời xa xa, những ánh chớp chói lòa, bao hiệu phong ba đàn kêu đến. Mùi nếp vào anh như muốn nhờ nhớ che. Yeah. Mùi mùi đã nhớ chưa? À, nhưng rồi sao nữa huynh? Trong phút giây mình chưa kề bên nhau, lòng anh chợt dâng cao đã ghi tâm lời muội nói. Huynh năm thầm lặng lội lên đỉnh thiên sơn để tầm sư học đạo, qua 8 năm khổ luyện huynh đã đạt thành. Muội không thấy huynh đã tự biến hình dạng thành một nam nhân không chút khác con người sao? À, nhưng mà huynh chắc muội cũng rất mừng và mong đợi ngày này, phải không? À, dạ, nhưng
Về nương, về nương. Huynh à, chuyện đó rồi anh em ta sẽ tiếp tục hàn huyên sau. Ngay bây giờ muội phải đưa người này và đứa bé về hang săn sóc. Khoan, muội phải cho anh biết hắn là ai mà em phải bận tâm săn sóc vậy? Vì thấy kẻ lỡ đường lâm nạn, lẽ nào không ra tay cứu giúp? Muội quên rằng chúng ta là dọc giống hồ ly sao? Con người là kẻ thù của chúng ta. Đối với người, khi gặp mặt chỉ có họ giết ta hoặc ta ăn thịt họ. Nhưng đối với người này thì không thể, không thể. Thôi, muội phải đưa họ về hang động ngay, kẻo hiểm nguy tánh mạng. Nè, Ngọc Muội, Ngọc Muội, Ngọc Muội. Là đâu? Tôi còn sống sao? Con tôi đâu rồi? Con tôi đây rồi. Phúc Nhi ơi, con. Ta nhớ là ta đang ngã liệm giữa rừng kia mà. Ai đã cứu ta? Người đã tỉnh hẳn chưa? Hả? Tiếng của ai? Dường như tiếng của một người con gái. Sao không trả lời câu ta hỏi? Đúng rồi, đúng là ta đã tỉnh rồi. Phải chăng chính cô nương đã cứu mạng tôi? Tôi xin cô nương cho phép tôi được bái kiến để tạ ơn cứu tử. Khỏi cần, người hãy cố lo tĩnh dưỡng cho mau bình phục. Được ân nhân lo lắng, tiểu sinh muôn vàng cảm tạ thâm ân. Nhưng tiểu sinh phải lên đường cho sớm. Sức khỏe chưa bình phục hẳn, mà người đã định lao vào chống chọi với hiểm nguy sao? Ân nhân ơi, dù cho hiểm nguy có chập trùng bao phủ, thì tiểu sinh cũng phải lên đường vì hiền phụ hiện thân bị giam cầm đang trong đợi. Nhớ mang theo túi bạc, ta đã để ngay bên gối. Cô nương, đừng từ chối. Được giúp người biết trọng nghĩa nhân là tạo thêm phước đức cho mình. Tạ ơn cô nương. Ơ kìa, sao người chưa dời bước? Hang đá lạnh lùng này đâu đáng gì để lưu luyến chân ai. Cô nương ơi, sao tôi nghe giọng nói của cô nương? Tôi bỗng nhớ đến một người. Người ấy là ai?
là người đã cùng tiểu sinh thầy nguyện cơ tóc. Họ đã cùng tiểu sinh ba mùa trăng ma tựa dây kề. Nhưng bây giờ người ấy ở đâu? Ở đâu? Tiểu sinh cũng không biết ở đâu. Nàng đến như một cơn gió thoảng rồi cũng lặng lẽ biến khỏi đời tôi. Sầu chất ngất bờ mi, người đi cho ai vơi sầu bi, cho thuyền nương bên mới mong chờ tan rồi còn luyến lưu gì. Người đi mang theo cả tim tôi, hề hôm trong lòng một chiều buồn.
tôi chỉ muốn gặp lại nàng để yên tâm. Khi biết nàng còn sống, chứ nghĩa vợ chồng thì đâu dễ nổi thay. Dù ở dương gian hay nơi âm cần, nàng vẫn một lòng vì hạnh phúc của thương nhân. Thôi, người hãy đi đi, nhớ cứ xuôi theo con suối là sẽ đến miền rừng. Tiểu sinh muôn vàng đa tạ, xin giả biệt cô nương, xin vĩnh biệt. Tương Như, Tương Như, thì sẽ gặp mùi đã trao tiếng cho một con người à? Hồ huynh, không thể được. Hồ huynh định làm gì? Giết nó. Giết chàng à? Vì chính nó mà Ngọc Mùi quên lời giao ước, nó quay lưng phụ bỏ một tâm tình. Thật uổng công ta đã đem lòng thương nhớ. Trên đỉnh Tuyết Sơn quanh năm bốn mùa giá lạnh, ta đã sửa nhắm lòng bằng đi dòng diễn dòng. Vậy thì nó không thể sống. Ta sẽ theo nó đến cùng trời cuối đất để giết cho bằng được. Dừng lại! Ngọc Mũi quyết lập bảo vệ cho nó à? Xin Hồ Quỳnh thứ lỗi, Mũi không thể nhìn người ta bị Hồ Quỳnh sát hại. Được rồi, Ngọc Mũi cố mà giữ gìn mạng sống cho nó nhé. Hồ Quỳnh! Hồ Quỳnh! Dạ, nhân đâu? Dạ, chuẩn bị sẵn sàng. Sắp tới giờ hành lễ rồi đó. Này, 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 cái thằng đó, trời ơi, 10 ngày tới rồi. Dễ nương ơi, đừng âu sầu ủ rũ, ngồi dậy đi. Ngồi dậy cho gia nhân nó trang điểm thay đổi xiêm y cho lộng lẫy lên em. Để làm gì? Trời ơi, hỏi câu ăn tét à. Nàng không thấy gì sao? Hãy nhìn qua khung cửa sổ kìa, thấy chưa? Cả nhà Tống gia đã rực sáng đằng, chờ đợi đón giai nhân đến ra mắt gia tiên, cùng Tống Thạch dây duyên. Vậy bây giờ nàng hãy điểm cầu cho má hồng mắt phượng thêm xinh. Ta không cần hôn lễ, ta là gái có chồng. Hãy quên ngay chồng cũ, nó vừa khổ lại vừa nghèo nữa. Đã 10 ngày lặng lẽ trôi qua mà chồng nàng chẳng thấy tâm hơi, chắc nó đã xuôi về xứ lạ, đã quên nàng kiếm vợ khác làm ăn. Nàng chớ có dại khờ mơ mộng về chồng cũ công. Lần cuối ta khuyên nàng đừng làm cho Tống gia nổi giận, đến lúc đó thì Ngọc vẫn ngát mà tuổi rẻ luôn khinh khi, không có lợi lộc gì hết em ơi. Mũi em, mũi em. Mũi đây, mũi đây, ai đó, ai đó. Anh đây. Trời ơi, sắp tới giờ làm lễ rồi, vậy nương chuẩn bị xong chưa? Trời ơi, tới giờ phút này mà mặt mày còn nhăn nhó vậy làm sao được? Chuyện nó giao cho bà có chừng đứt đầu bây giờ. Trời ơi, trang điểm đi, trời ơi, trang điểm tu lại mà, trang điểm lẹ lên, nhanh lên đi. Được rồi, bà và tất cả hãy lui ra ngoài chờ ta trang điểm. Rồi, nàng đã bằng lòng rồi. Bằng lòng rồi? Ráng lo cái đám cưới này đi. Ráng lo cho vệ nương lấy Tống gia đi. Xong rồi tôi sẽ báo Tống gia cho tôi lấy bà. Cái gì? Đừng ham. Thấy 40 lượng vàng tính nhào vô bụt ha. Khó lắm, khó nhai, khó nuốt lắm. Lui ra, lui ra, lui ra đi. Báo
lại với Tống gia chờ thêm chút xíu nữa. Đi đi. Rồi, nhớ, nhớ nghe em, nhớ trang điểm lẹ lẹ lên nghe em. Sắp tới giờ hành lễ rồi em ơi. Em hành lễ thì chỉ cũng hành lễ lấy vàng. Chỉ mà tôi cứ tưởng 40 lượng vàng nó vụ khỏi cầm tay, ai nghe nó cũng biết địa chỉ nó quay trở lại. Trời ơi, ôi mất kiêu kia hai phân rồi. Như vậy vẫn còn lại là 39 lượng 9 chỉ 8 phân, cũng đủ dưỡng cái tuổi già rồi. Sao tôi gặp lại chồng tôi, tay nắm tay xây tim mộng đã vàng. Làm sao tôi gặp lại con tôi để vuốt ve, để ấm bồng cho thỏa tình mâu trong chôn giam cầm có bề giữ tiết sạch. Xin mượn dải lúa này từ anh. Một mai chàng có trở lại tìm em, xin hãy thư tha vì người hiền phụ không còn chờ đợi. Đây dải lúa màu tan đưa tiếng em về chốn âm cung mình mùng, mai sau lùi gót trở về tìm người xưa. Vì con thơ xin cố tình nhau hẹn kiếp sau, mình nối cùng tơ lỡ là dương gian âm cảnh phù tề. Tiểu phu nhân Dễ Nương, hãy ra mắt Tân Lang. Tân Lang đang chờ đợi. Dễ Nương, trời, trời ơi, Dễ Nương. Hả? Dễ Nương. Dễ Nương sao? Trời, có chuyện gì? Đại gia ơi, Dễ Nương đã âm thầm tắt cổ quyên sinh rồi. Trời, Dễ Nương, nàng đã quyên sinh. Dễ Nương.
các người. Các người hãy chôn cất nàng cho cẩn thận. Dễ nương, ta yêu nàng, ta muốn nàng có cuộc sống sung sướng, chứ đâu ngờ. Dễ nương, ta biết chúng mày đã giết nàng mà. Dễ nương, dễ nương, bắt lấy nó. Hãy giết ta đi để chôn suối vàng kia, vợ chồng ta còn sum họp sống làm chi mà kẻ dương. Dễ nương, dễ nương, tại sao đời em bạc phước vô phần? Từ ngày xuất gia vô uy theo người hàng sĩ, em chưa một lần vui trọn niềm vui. Vất vả sớm chiều lo cho chồng vững bước công danh, dầu dãi nắng mưa quan gì sắc phai tình nàng đỡ dối nhau. Dễ nương ơi, tiểu nhân, dạ, ta biết làm sao bây giờ, ta biết làm sao bây giờ. Nhà đại gia phải ra tay hạ thủ để giết trừ hậu hoạn. Phải, chúng mày hãy giết ta đi, giết ta đi cho ăn mưa của chúng mày vĩnh viễn vùi sâu vào lòng đất, cho bóng tôi xóa nhòa nỗi quan hờn. Ngươi muốn chết, ta sẽ chiều ý ngươi đây. Chết! Còn đứa bé này, hãy ném vào rừng sâu, để sau này người ta thấy vết tích sẽ cho rằng cái chết của cha nó là do thú dữ. Không, 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 con của ta! Ngươi chưa chết à? Được, để ta làm hút cho. Tổng thả! Má tổng thà giết người mới đền mà. Giết giữ chặt nó ra, sẵn sàng xả tiền. Hồng Ngọc sảnh mau cô ơi, Ngọc Huỳnh mau ra khỏi nơi đây, mặt tôi. Hồ Huỳnh đã bị trọng thương rồi. Dạ nhớ chặt dòng dây xả tiền. Sự dễ dàng giết được tao đây. Hết, người đã đến ngay tận số. Trước giờ nhất ta cho ngươi được nhìn thấy số phận của cái cơ nghiệp mà ngươi tạo ra bằng tội ác. Hãy nhanh đi. Trời ơi, sự nghiệp của ta, cả cơ nghiệp của ta, vàng của ta đâu? Vàng à? Ngọc Mùi, Hồ Huynh, để em đưa anh về chữa trị. Không kịp nữa rồi, Ngọc Mùi ơi. Hồ Huynh, Ngọc Mùi ơi, hai chúng ta là hai vì sao không bao giờ gặp gỡ? Như ngày và đêm chia cách đôi phương, thì cái chết của huynh cũng chỉ là lối thoát cho một tình yêu vô vọng. Hồ Huynh, anh không thể chết. Đúng ra người chết vậy là em, sao anh lại đem thân chết thế? Ngọc Mùi ơi, huynh đã tan nát con
lưng ngoảnh mặt nhìn người yêu mình gặp cảnh nguy nan, dù phải hy sinh anh cũng không màng chi. Cuộc sống thì đừng khóc chi em, đừng khóc nữa mà chi, hay để cho anh được bình yên trong giấc mộng sao cùng. Mùi ơi anh biết rồi, đã sanh ra là một loài thú dữ thì làm sao sanh được với con người. Nhưng phải chi trong xác thân chồn cao này anh cũng chưa đựng một trái tim lạnh giá, thì anh đâu ngẩn ngơ thương nhớ, đâu biết tương tư cho chồng chất đau sầu. Em đã làm tim anh rạng giờ, giờ cũng vì em mà anh phải lao thân vào tử lộ. Làm sao em đáp đền được nghĩa nặng bằng nó. Thôi thì huynh muội có nhau, em sẽ theo anh vào cõi chết. Không, Ngọc Mùi, em không được chết. Ngọc Mùi ơi, anh đã liều thân là anh đã quyết bóp nát tim mình vì hạnh phúc của em. Trời ơi Hồ Huynh, hãy chôn xác anh bên cội tùng kỷ niệm, rồi theo người vui mộng đẹp lứa đôi. Đời của em đã quá nhiều đau khổ thôi, thì anh tiếc chỉ chút cát bụi dương trần. Hồ Huynh, Ngọc Mùi ơi, hãy đưa bàn tay cho anh nắm, trong giờ phút cuối cùng anh muốn lưu giữ chút ước mơ, để trên bước bơ vơ về nơi vô định có hơi hương bằng lòng hôn đỡ thấy cô đơn. Hồ Huynh, Hồ Huynh, tình yêu cho đắng cay chìm trong quên lãng, cho mặt sau không còn thao thức, cho nhớ nhung trôi vào xa xôi. Giá biệt một tình yêu đưa tiếng nhau không sầu chia cách, bao đớn đau xin dành riêng tôi. Ai trong tay giá lạnh một người sắp đi xa, chỉ còn lại mình ta. Đường đi về phương ấy tâm tôi cô liều, hành trang chỉ còn nửa mảnh tim đau. Bởi không duyên phải đành xa nhau. Giá biệt một tình yêu sao nỗi đau đau dần lên mặt, sao liên lưu trong lòng chưa dứt. Thôi hết mong duyên đầu nay tan. Hồ Huynh, Hồ Huynh, Quân Hầu, hãy nhanh lên, có giải cứu cho những người còn bị cháy trong dòng lửa. Quân Hầu, hãy có dập nước lửa nhanh lên. Sao ngay đây hả? Tông Thạch đã chết rồi, còn đây gã thương sinh đây mà, còn xác nàng nào nữa đây? Đó là vệ nương, vợ tôi, nàng đã chết. Quân Hầu, mau đưa gã này về huyện đường cứu chữa. Dạ.
Bẩm quan. Gì đó? Dạ, đã gần hết canh ba, xin quan vào phòng an nghỉ. À, người cứ lo cho tròn bổn phận tuần canh đi, ta còn chút việc nên chưa đi nghỉ được. Nhớ thường xuyên chú ý đến gã phạm nhân đi nha. Dạ, hôm nay hắn đã khỏe nhiều rồi, vết thương không còn làm gã đau đớn nữa. Đêm nay hắn ngủ rất ngon giấc. Tốt lắm, chờ người lui. Dạ. Vết thương hắn đã lành thì sự việc phải được đem ra xét xử. Ta biết định tội như thế nào đây? Hắn là nạn nhân hay là kẻ sát nhân? Vợ hắn đã chết, cứ cho là Tống Thạch bức hại nàng tự tử. Trên tử thi còn hằn dấu quyên sinh, nhưng còn cái chết của Tống Thạch thì ai gây ra? Ai nếu không phải là do tên hàng sĩ? Hắn đang thương hay là đáng tội? Quân hầu, hãy thắp lại ngọn đèn. Khoan đã, tôi muốn hầu chuyện cùng ngài. Nàng là ai? Làm thế nào mà vượt qua được tường cao và lính canh để đột nhập vào viện nội? Điều đó có gì là khó so với việc phóng hỏa Tống gia? Thế ra nàng chính là kẻ đã giết tên giang hùng Tống Thạch. À, thì ra chính nàng là kẻ gây ra còn lửa ngút trời thiêu rụi Tống gia. Cũng chính nàng đã xuống tay khiến Tống Thạch nhận toàn thay. Đạo lý làm người là ẩn quán phân minh, ngài làm quan chắc đã thuộc nằm lòng, tưởng như không có tội hãy trả tự do cho chàng. Nếu chàng bị buộc tội thì còn chi là lẽ phải. Nể tình ngài đã chăm sóc cho chàng nên ta không trừng trị, chứ sai lầm của một ông quan trí cạn suýt gây thảm họa cho kẻ hiền lương, ta không thể tha thứ đâu. Nhớ lấy. Quân hầu. Bẩm quan, có chuyện gì? Đúng rồi, Tương Như vô tội. Tương Như vô tội. Tương Như chàng. Hả? Hồng Ngọc. Ô kìa, Phúc Nhi. Phúc Nhi, con tôi còn sống. Con tôi còn sống à? Hả? Thiếp may mắn cứu kịp Phúc Nhi trước khi lũ gian sát hại. Hồng Ngọc, ơn của nàng lớn biết dường nào. Thôi, cha con chàng đã trùng phùng, thiếp xin chúc chàng những bước tương lai. Còn nàng, nàng bỏ đi sao? Tương Như, phận thiếp là chốn núi rừng vắng lặng. Tương Như chàng, từ lâu không
người với buôn lối đi riêng, không hề chung con đường. Chàng phải sống chốn xôn xao, muôn sắc hoa rừng bào. Thiếp xua kiếp bên núi lạnh, rừng xanh ngăn thế nhân. Rồi những mùa đang sáng. Lòng đã quyết lánh xa bao gấm qua trên cuộc đời, hà mãi la giữa sơn tâm nhưng chẳng dương ưu tiên. Chúng ta nối dòng tay xưa, lãng quên niềm đau. Bóng đêm về cuối thôn buồn em chờ. Ô, chờ nhớ nhớ chi ngày quen biết ơi. Có lúc hối tiếc mối duyên tình lỡ yêu rồi. Từng sau khi có anh đã về và từ đây nối duyên tình. Không, 14 năm qua tôi hoài phí tuổi xuân ôm tấm tình chung mong đợi. Nhưng thời gian đã hoàn toàn biến đổi bôi xoắn lương năng của người tôi yêu nhất trên. Trời băng giá cô đơn, và từ đây tôi sống bơ vơ như kẻ lạc loài không chỗ tựa. Phải chăng sự có mặt của anh nó tượng trưng cho một trời tan tóc mơ? Bình tâm nghe anh nói, phải đâu anh cố tâm tàn nhẫn để gây khổ hạnh cho nàng. Em nức nở khóc than khiến cho anh càng thêm mấy hổ thẹn muôn ngàn. Xuất xa lắm em ơi, thân anh như kẻ đang trôi giữa dòng. Ở xa nghĩ xa thẳm muôn trùng, sóng to gió cả hải hùng. Nàng ơi, nói ra thêm những nghi nghẹn lời, đời anh ấy đã nghĩ chết rồi tình thương. Anh ơi anh vừa nói
giữa tiếng sâu, vì bao kỷ niệm mặn nồng của người đầu tiên gặp gỡ. Nhưng thần tượng kia nay đã sụp đổ, chung vùi trong lúc cho thân. Lòng tôi tan tác hoang mang khi hai tâm hồn không chung lối. Thôi duyên xưa còn chi mà tiếc nuối, kể cho từ nay đôi ngã đôi đường. Quang, xin em đừng vội vàng cất bước. Chẳng thà trên nẻo hoang mang anh phải tan nát tấm thân cho đáng hình hài tên tự tôi. Còn đã gặp lại nhau xin em đừng vội nói tiếng chia lìa. Nơi bến cổ đò xưa có những đêm mì trắng nước nồng thôi. Nước vẫn trong trăng khuya còn sáng tỏ, sao em nỡ để duyên mình mì gãi đổ cho đắng. Ái tình càng lắm mi trái ngang, lại càng thấm thiết ý lại càng thêm sâu. Trời xanh thế vẫn biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần. Đừng khóc nữa, từ phút này anh dành tất cả cho em. Bên nước xưa trăng sáng đã lên khoang, thuyền cổ đưa nhau tìm dĩ vàng. Em hãy giúp anh quên những ngày luân lạc, vòng tay ôm chặt mộng trùng quang. Hãy trút lên nhau tất cả niềm thương, nhớ cho trời rung cho nước dở ngập khoang thuyền. 14 năm mong đợi một đêm dời nhớ thương. Người mà không biết yêu đương, ngàn năm khắc khoải muôn đường khổ đau.